Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức tổng hợp TBC News của chúng tôi. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Chiến dịch Trump họp báo, Tổng thống Trump đã thắng áp đảo, chúng tôi sẽ chứng minh. Các luật sư của ông Trump tuyên bố rằng Tổng thống Trump đã thắng cử, long trời lở đất nếu không có gian lận phiếu bầu. Họ cam kết sẽ chứng minh điều đó. Chiến dịch Trump tổ chức họp báo công bố nhiều thông tin quan trọng Hôm 19 tháng 11, các luật sư trong chiến dịch tranh cử của ông Trump đã tổ chức họp báo công bố con đường chiến thắng của Tổng thống Trump. Trước cuộc họp báo, Tổng thống Trump đã viết trên mạng xã hội cuộc họp báo quan trọng trong ngày hôm nay của các luật sư về con đường rõ ràng đi đến chiến thắng, các mảnh ghép đang được xếp vào rất đẹp. Và dưới đây là những thông tin chính trong cuộc họp báo. Luật sư Dudy Gullian nói, Vài tuần trước, Joe Biden nói ông ấy có một đội gian lận phiếu bầu giỏi nhất thế giới, nhưng chúng tôi đã bắt được họ. Ông cho biết rất nhiều phiếu gian lận ở các bang. Ông Gillian cho biết, các phiếu bầu qua thư đặc biệt rất dễ làm giả, và thậm chí cựu Tổng thống Jimmy Carter từng nói về việc này cách đây hàng chục năm. Ông Gillian còn cho biết, số vụ gian lận phiếu bầu ở thành phố Philadelphia có thể chất đầy cả một thư viện. Ông nói rằng có nhiều người sẵn sàng ra làm chứng nhưng hiện chưa thể công bố thông tin vì họ sẽ bị cánh tả đe dọa bằng vũ lực. Ông Gilligan còn tiết lộ thông tin rằng phần lớn lượng phiếu bầu ở Mỹ đã được kiểm đếm bằng máy chủ ở Venezuela. Gillenia cho biết ông đã từng không tin về những cáo buộc đối với công ty đếm phiếu Dominion cho đến khi luật sư Sidney Powell đưa ra các bằng chứng trong khi đó, luật sư Sydney cho biết ông có bằng chứng toán học về số lượng lớn phiếu bầu của ông Trump đã bị xóa hoàn toàn hoặc chuyển đổi thành phiếu bầu do Joe Biden. Bà Powell còn nói, đồng tiền cộng sản từ Venezuela, Cuba và thậm chí từ Trung Quốc đã được dùng để tác động đến cuộc bầu cử Mỹ. Bà khẳng định Tổng thống Trump đã thắng áp đảo ông Biden. Luật sư Sidney Powell nói rằng Bộ Tư pháp sẽ vào cuộc để điều tra công ty đếm phiếu Dominion Bà khuyên các nhân viên của công ty này nên bước ra để tố cáo sự việc. Còn luật sư Jenna Ellis nói rằng việc xét xử tại tòa có thể mất thời gian và cuộc họp báo hôm nay là một thông điệp ban đầu để người nghĩ biết được các mạng lưới ngầm đã chi phối cuộc bầu cử này. Các bang bị khiếu kiện hoặc đếm lại với các bang đang khiếu kiện hoặc kiểm đếm lại, chúng tôi chưa tính kết quả vào cho các ứng viên tổng thống. Vì vậy, Thống kê hiện nay cho thấy Tổng thống Trump đang vượt trên ông Joe Biden với số phiếu đại cử tri, tương ứng 232-227. đến 227. Giuliani, công ty sở hữu Dominion có quan hệ với Venezuela, Trung Quốc. Thật kỳ lạ, trong các bang ông Trump thua rất rất xích sao, với chỉ dưới 1%, các máy kiểm phiếu của Dominion đều đang được sử dụng. Ông Giuliani nói trên Nevada, Michigan và Georgia sử dụng những máy này. Những máy này không nên được sử dụng trong mọi cuộc bầu cử tại Mỹ. Lại nữa, chúng ta là những chiếc máy của nước ngoài. Dường như nó thuộc về một công ty của Canada. Thực sự, nó là công ty do hai người Venezuela sở hữu và đã hoạt động kinh doanh được 20 năm và nó đã bị loại ra ở nhiều nơi. Ông Giuliani nói. Luật sư của Tổng thống Trump cũng nói với người dẫn chương trình Jones rằng đội ngũ pháp lý sẽ thúc giục các tòa án để cho phép kiểm tra mọi máy kiểm phiếu trong tất cả các bang. Dominion đang được dùng để kiểm phiếu tại 29 bang, ông William nói. Dominion không nên kiểm phiếu ở bất kỳ đâu. Với Dominion, bạn chỉ cần bỏ ít nỗ lực điều tra, bạn sẽ phát hiện rằng nó sử dụng phần mềm của Smartmatic, công ty gợi nhắc về năm 2004. Dominion do hai người Venezuela thành lập. Nó đã có một lịch sử tồi tệ về việc can thiệp các bầu cử tại Argentina, can thiệp các cuộc bầu cử tại Venezuela. Hạ viện Mỹ năm 2008 đã phơi bày tất cả những việc này. Dominion đã bị đá ra khỏi bang Texas vì quá là không có năng lực. Công ty này bây giờ vẫn do hai người Venezuela này điều hành và họ là những người thân cận của tổng thống Nicolas Maduro và Dominion không phải là một công ty Mỹ. Ông Annie cho biết thêm, đó là một công ty Canada, chúng ta gửi các phiếu bầu của mình ra nước ngoài Mỹ để được kiểm đếm bởi một công ty vốn là đồng minh của Venezuela và Trung Quốc, điều đó là không thể chấp nhận được, ông Giuliani khẳng định. Một số linh kiện của Dominion là của Trung Quốc. Chính CEO của Dominion, Virtus, ông John Plus, từng làm việc vận động hành lang cho Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi hồi tháng 1 năm ngoái trong một cuộc điều trần tại Quốc hội Mỹ đã thừa nhận Dominion có sử dụng linh kiện Trung Quốc. Ông Trump, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 vi phạm hiến pháp Tổng thống Donald Trump khẳng định trong một loạt bài đăng trên Twitter rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã vi phạm hiến pháp Hoa Kỳ. Ngày 15 tháng 11 ông Trump viết về cuộc bầu cử như sau: "Nhiều vụ kiện đã được đệ trình trên khắp đất nước không phải từ chúng tôi mà là từ những người đã chứng kiến những vụ việc gian lận khủng khiếp. Các vụ kiện lớn của chúng ta sẽ sớm được đệ trình, minh chứng tính vi hiến, vi hiến pháp" của cuộc tổng tuyển cử năm 2020 và sự phẫn nộ về những điều đã được thực hiện để thay đổi kết quả bầu cử. Ngày 16 tháng 11, tổng thống Trump đã chỉ trích cuộc bầu cử tại hai bang chiến trường và cách thức điều hành của các quan chức bầu cử tại hai bang này. Ông nhắc lại tuyên bố trước đó rằng những người theo dõi cuộc thăm dò của Đảng Cộng hòa đã bị chặn để không thể quan sát quá trình kiểm phiếu tại Pennsylvania. Tổng thống Trump cũng đã lên tiếng chỉ trích về việc kiểm phiếu tại bang Georgia. Ông viết rằng việc kiểm đếm lại giá đang diễn ra ở Guardia vốn chẳng có nghĩa lý gì vì họ không xem xét và xác minh chữ ký. Như vậy là vi phạm nghị định thỏa thuận của hiếm pháp rồi. Luật sư Tổng thống Trump, chúng tôi sẽ lật ngược kết quả bầu cử ở nhiều bang, Cựu công tố viên liên bang Snape Powell, một luật sư của chiến dịch Trump, cho biết trong cuộc phỏng vấn hôm 15 tháng 11 rằng đội pháp lý của Tổng thống đang nhận được vô số bằng chứng liên quan đến hành vi gian lận và bất thường của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Chúng tôi đã sẵn sàng lật ngược kết quả bầu cử ở nhiều bang, bà Powell nói trên kênh Fox Business và nói thêm rằng bà có đủ bằng chứng về gian lận bầu cử để mở một cuộc điều tra hình sự rộng rãi bà nói tổng thống trump đã thắng không chỉ hàng trăm nghìn phiếu bầu mà còn thắng hàng triệu phiếu bầu nhưng đã bị chuyển đổi bởi phần mềm đây là âm mưu đã được tính toán tôi không đưa ra bình luận mà không có bằng chứng luật sư của tổng thống trump nhấn mạnh powell tuyên bố rằng phần mềm bầu cử đã chuyển hàng triệu phiếu bầu từ tổng thống donald trump sang ứng cử viên tổng thống của đảng dân chủ joe biden bà powell dường như đề cập đến máy bỏ phiếu và phần mềm bầu cử của hãng diamond voting James và Smartmatic. Bà khẳng định chúng tôi có quá nhiều bằng chứng. Powell nói, họ có thể gắn một USB vào máy bỏ phiếu, họ có thể tải phần mềm lên nó từ Internet, thậm chí từ Đức hoặc Venezuela. Bà Powell cho biết rằng phần mềm có thể xem kết quả phiếu bầu trực tiếp và có thể thay đổi phiếu bầu theo thời gian thực hoặc những kẻ xấu có thể truy cập từ xa. Powell nói, chúng tôi đã xác định về mặt toán học thuật, toán chính xác mà họ đã sử dụng và âm mưu này đã được lên kế hoạch ngay từ đầu, hàm ý về việc chuyển phiếu bầu cho Biden. Phó tổng thống Pence khẳng định ông Trump sẽ chiến đấu tới cùng. Mới đây trong bài phát biểu với hội đồng chính sách quốc gia, Phó tổng thống Pence tiếp tục tiếp thêm lửa cho những người ủng hộ ông Trump về việc không chấp nhận thua cuộc trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, hứa rằng sẽ chiến đấu tới cùng cho tới khi mọi lá phiếu hợp pháp đều được đếm. Theo bản tường thuật của Nhà Trắng, ông Pence đã nghe tiếng kêu gọi 4 năm nữa, 4 năm nữa, 4 năm nữa. Phó Tổng thống Mỹ đáp, kế hoạch là thế. Tôi hứa với các bạn, chúng ta sẽ chiến đấu tới khi lá phiếu hợp pháp cuối cùng được đếm, tới khi mọi lá phiếu bất hợp pháp bị ném bỏ và chúng tôi sẽ không bao giờ ngừng đấu tranh để khiến cho nước Mỹ vĩ đại lần nữa, ông Pence nói. Hiện phe ông Trump đang cáo buộc có gian lận bầu cử tổng thống và tiến hành thủ tục pháp lý thách thức tính chính xác của quá trình kiểm phiếu. Trong khi đó, bên phe ông Biden được cho là đã bắt đầu các công việc chuyển giao chính quyền. Cố vấn nhà trắng Peter Navarro trong khi đó nói với First Bonus hôm 13 tháng 11 rằng: "Chúng ta đang tiến lên phía trước trong công việc ở nhà trắng với giả định rằng sẽ có nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump." Tổng thống Trump lên án Bangoria không xác minh chữ ký khi kiểm phiếu lại. Tổng thống Donald Trump hôm thứ Bảy ngày 14 tháng 11 lên án các quan chức bang Georgia đã nhượng bộ đảng Dân Chủ theo yêu cầu của bà Stacey Aram, đồng ý ngăn chặn việc xác thực chữ ký khi kiểm đếm lại bằng tay các lá phiếu bầu. Ông Trump viết trên Twitter, chỉ thị đồng thuận do Bộ trưởng Nội vụ Gordia ký và Tổng thống Gordia, Bredan về chuẩn theo yêu cầu của Stacey Adam là vô hiệu hóa việc kiểm tra và đối chiếu các chữ ký trên phiếu bầu và bì thư. Họ biết Họ sẽ gian lận, phải công khai các chữ ký thật. Họ đang cố gắng che giấu điều gì, họ biết và mọi người khác đều biết. Phơi bày hành vi phạm pháp này, ông Trump viết tiếp. Bà Stacey Abrams là thành viên đảng Dân Chủ và từng có tên trong danh sách rút gọn có thể được ông Joe Biden chọn làm người đồng hành tranh cử vào Tòa Bạch Ốc. Ông Joe Biden và đảng Dân Chủ cho rằng bà Abrams đã góp công lớn vào việc giúp chiến dịch Biden có thêm hàng trăm nghìn cử tri Dân Chủ đăng ký mới tại bang Georgia. New York Times và Washington Post ghi công bà Aram thúc đẩy thêm khoảng 800.000 cử tri đảng Dân Chủ đăng ký mới tại bang chiến địa quan trọng này. Cựu cố vấn an ninh quốc gia dưới thời chính quyền Obama và bà Susan Rice hôm 4 tháng 11 cũng viết trên Twitter. Dù cuộc bầu cử tại Georgia có ra sao, chúng ta vẫn dành cho Stacey Abrams sự biết ơn và tôn trọng, một người hiếm có, xứng đáng nhận được công lao, tương xứng cho tiến bộ và thay đổi lớn, Tổng thống Trump vào tối ngày 14 tháng 11 tiếp tục đăng tweet cảnh báo về công tác kiểm phiếu tại bang Georgia. Ông viết, Kiểm phiếu lại bằng tay đang diễn ra tại Goria là phí thời gian, họ không chỉ ra các chữ ký tương thích nhau. Hãy dừng kiểm phiếu lại cho đến khi họ cho phép tiến hành công việc đối chiếu chữ ký. Đừng để những phần tử cực tả trong đảng Dân Chủ đánh cắp cuộc bầu cử này. Phân tích dữ liệu bầu cử xác minh 1,25 triệu trường hợp bỏ phiếu bất thường ở 6 tiểu bang. Cựu giám đốc chiến lược và dữ liệu cho chiến dịch tranh cử năm 2016 của Tổng thống Donald Trump đã phải hủy kế hoạch nghỉ mát của mình để tập trung vào việc giả soát lại dữ liệu bầu cử vì gian lận cử tri. Ông Matt Brinat và vợ đã lên kế hoạch đến Cộng hòa Dominica, nhưng sau đó ông đã chia sẻ trên YouTube vào ngày 10, mùng 8 tháng 11. Ngay bây giờ đây là lúc cần đến tôi. Ông Brinat đã tập hợp một nhóm để tìm kiếm những điểm phi lý trong bầu cử Tổng thống tại 6 tiểu bang tranh chấp. Cho đến nay họ đã xác minh được 1,25 triệu vấn đề về cử tri mà họ đang theo dõi thông qua các cuộc gọi điện thoại và dựa trên các cơ sở dữ liệu khác. Vấn đề lớn nhất mà nhóm của ông Bernard phát hiện cho đến nay là với những cử tri từ trước đó đã nộp đơn thay đổi địa chỉ quốc gia cho hệ thống bưu điện để xác nhận rằng họ đã chuyển ra khỏi tiểu bang nhưng dường như trong cuộc bầu cử năm 2020 lại tham gia bỏ phiếu cho tiểu bang cũ của mình chúng tôi đang gọi điện cho họ để xác nhận xem họ có thực sự bỏ phiếu hay không, hay lá phiếu đó là do ai khác nhân danh họ bầu chọn. ông Brad nói với tờ The Post. Time. Tổng thống Trump cho rằng ông thắng ở bang Pennsylvania. Bình luận trên Reuters hôm 13 tháng 11, Tổng thống Trump viết 700.000 phiếu bầu không được kiểm tra ở thành phố Philadelphia và Pittsburgh. Điều đó có nghĩa, dựa theo bản hiến pháp vĩ đại của chúng ta, chúng tôi tiến thắng ở bang Pennsylvania. Trước đó, đến hôm 4 tháng 11, Tổng thống Trump đã dẫn trước ông Biden hơn 700 phiếu ở bang này. Nhưng đến hôm 5 tháng 11, một lượng phiếu lớn gửi qua thư đổ về và đều bầu cho ông Joe Biden. Trả lời phỏng vấn hôm 7 tháng 11, ông Rudy, luật sư của Tổng thống Trump cho biết về tình trạng các lá phiếu gửi qua thư ở Philadelphia và Bruce không được kiểm tra bởi thành viên Đảng Cộng Hòa. Trong diễn biến liên quan, lãnh đạo Mavia thuộc Đảng Dân Chủ tuyên bố hôm 13 tháng 11 rằng bang này sẽ không kiểm phiếu lại. Cũng trong hôm 13 tháng 11, ông Trump tiếp tục bình luận về hệ thống máy bầu cử Dominion đã gây ảnh hưởng đến kết quả kiểm phiếu ở bang Arizona và Nevada. Giờ đây đã biết rằng hệ thống bỏ phiếu Dominion đã được sử dụng ở bang Arizona và Nevada. Không ngạc nhiên khi kết quả bị thua xích sao ở đây, ông Trump đăng trên Twitter. Nhân viên của Dominion nói đã chứng kiến hành động gian lận tại bang Michigan một nhân viên hợp đồng cho Dominion Voting đã khai lời chứng tuyên thệ cho biết rằng cô đã thấy các hành động gian lận đã diễn ra tại địa điểm kiểm phiếu của Detroit, bang Michigan trong ngày bầu cử. Melissa Caroni, người làm công việc IT tại trung tâm TCF, nói trong một bản lời chứng tuyên thệ rằng cô thấy những hành động gian lận diễn ra tràn lan. Cô Caroni nói rằng cô đã thấy những người kiểm phiếu đếm một số phiếu bầu 4 hoặc 5 lần và nhận thấy rằng một trong các quầy thậm chí đã đếm một loạt phiếu bầu 8 lần. Tôi đã trực tiếp hỏi quản lý của mình, Nick, việc chuyện này nghiêm trọng đến mức nào. Cô Caroni cho biết, Nick nói với tôi rằng anh ấy không muốn nghe rằng chúng tôi gặp vấn đề. Anh ấy nói với tôi rằng chúng tôi ở đó để hỗ trợ IT chứ không phải là điều hành một cuộc bầu cử của họ. Cô Caroni cũng khẳng định cô đã nhìn thấy những người kiểm phiếu điền vào những lá phiếu trống khi họ không đọc hoặc là bị nhòe. Đáng lẽ họ phải điền chính xác như lá phiếu ban đầu mà họ đã nhận được nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Những người đó cũng ký tên của người là lá phiếu thuộc về một điều rõ ràng là bất hợp pháp. Cô nói và cho biết thêm rằng cô đã liên hệ với FBI về những gì cô nhìn thấy. Phần mềm Dominion bị tố xóa gần 3 triệu phiếu bầu trong ông Trump. Trong bình luận trên Twitter ngày 12 tháng 11, Tổng thống Donald Trump dẫn nguồn tin cho biết phần mềm bầu cử do Dominion đã là hãng cung cấp máy bỏ phiếu trên khắp nước Mỹ đã xóa mất 2,7 triệu phiếu bầu do dành cho ông. Báo cáo Dominion đã xóa 2,7 triệu phiếu bầu cho Trump trên toàn quốc. Phân tích dữ liệu cho thấy 221.000 phiếu ở Pennsylvania cho Tổng thống Trump đã bị chuyển sang cho ông Biden. 941.000 phiếu cho Trump bị xóa, những bang sử dụng hệ thống bỏ phiếu Dominion chuyển 435.000 phiếu từ Trump sang cho Biden. Ông Trump dẫn nguồn tin của Channel Điền. Những tin tức vừa rồi đã khép lại bản tin TVC News ngày hôm nay của chúng tôi. Xin được chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay thì hãy like, share và nhấn vào nút đăng ký kênh để có thể cập nhật được những tin tức mỗi ngày. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin